đây, nhìn đây là của tỏi Lý Sơn này thì nó sẽ khác với cả tỏi của mình. Còn cái tỏi của ở đây mà tỏi không phải là tỏi của mình ấy, thì nó là cái củ tỏi nó cứ to bằng ngón tay cái này, mà họ cũng bảo của Lý Sơn nhưng đấy là của Linh Thuận, Bình Thuận hoặc là của Phú Yên thôi, chứ không phải. Còn đây là tỏi này da anh bạc này, đây mà vỏ rất là mỏng. Đấy, thấy không? Cả nhà đã thấy chưa? Đấy. Thế còn đây là củ hành. Cái hành này là hành đặc trưng của hành Lý Sơn, là hành một nhánh. Hành một nhánh này là vỏ cũng rất là mỏng. Đây này. Đấy. Đấy. Rất là mỏng, mỏng rất chi là mỏng luôn. Đấy. Mà ăn lại thơm và ngọt, thậm chí là bây giờ cứ như thế này ăn sống luôn, không hề có một tí nào gọi là bị hăng bị cay cả. Cái này của cô là vừa nãy cô vừa giới thiệu với các cháu, đây là tỏi cô đơn. Thì đây là tỏi đen cô đơn. Đấy, cái tỏi đen cô đơn này thì là khi mà qua quá trình sản xuất họ làm trên một cái công truyền máy của Nhật ra, thì đây là tỏi đen cô đơn. Đấy. Cái tỏi đen cô đơn này thì những cái củ mà nó đẹp, to mà không bị hỏng nát thì sẽ đóng vào để bán cho khách ăn. Cái công dụng này thì nó rất nhiều ở trên nhãn mác hoặc là có sẵn. Thế còn những cái củ nào nó bị nát hỏng thì mình đưa vào mình ngâm thành rượu tỏi đen, hạ thổ. Còn đây là rượu này là rượu trắng từ cái củ tỏi này. Đấy, tỏi trắng. Còn đây là tỏi trắng làm ra tỏi đen làm thành rượu đen, rượu tỏi đen cô đơn. Còn đây là rượu tỏi cô đơn.